Xuân đến trăm hoa nở, hòa nhịp với không khí ngọt ngào của đất trời mùa xuân, các họa sĩ nhà may mắn cũng hào hứng khai hoa nở nhụy với những tác phẩm mới. Từ những nét cọ tài hoa của những bàn tay dị thường, tình yêu cuộc sống cuộn chảy, lúc mãnh liệt với những mảng màu sáng tối ấn tượng, lúc êm đềm dịu dàng với những chấm phá trong trẻo vui tươi, tất cả được thể hiện sinh động qua những tác phẩm đang được trưng bày trân trọng tại Cung Văn hóa Lao động thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc triển lãm khai mạc ngày 24 tháng 2 năm 2018 với sự hiện diện của nghệ sĩ Thanh Bạch trong vai trò MC, cô Tim Arlene Rimbaud, họa sĩ Thụy Sĩ, sáng lập tổ chức Mason's Chance, nhà may mắn, và ông Lê Hồng Triều, giám đốc Cung Văn hóa Lao động thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi khai mạc, một số tiết mục văn nghệ, hài kịch do những ca sĩ, nhạc sĩ của Cung Văn hóa Lao động và thành viên của nhà may mắn trình bày, làm không khí mùa xuân thêm phần tưng bừng và ý nghĩa. Với sự nhí nhảnh và duyên dáng của MC Thanh Bạch, buổi đấu giá tranh cũng không kém phần sôi động và hấp dẫn. Có 3 tác phẩm được chọn để đấu giá. Đầu tiên đó là bức tranh của họa sĩ Đỗ Minh Tâm với tác phẩm Mùa Hoa Đỏ, đạt giá 10 triệu đồng. Bức tranh Xuân Bên Mẹ của họa sĩ Nguyễn Văn Chín đã bán được 20 triệu đồng. Và bức cuối cùng là Giáng Xuân của họa sĩ Nguyễn Đình Dương, 10 triệu đồng. Nhà may mắn xin chân thành tri ân những nhà hảo tâm đã ủng hộ 3 bức tranh này. Vì quý vị đã mua tranh không chỉ vì nghệ thuật mà còn vì tấm lòng cảm thông sâu sắc trước những tài năng kiên cường vượt qua sự nghiệt ngã của số phận. Cuộc triển lãm mở cửa tự do, quan khách có thể đến chiêm ngưỡng và ủng hộ cho các họa sĩ nhà may mắn. Những tác phẩm nghệ thuật xinh xắn khác như những con thú nhồi bông bé tí được cắt ghép cẩn thận trên nền hoa văn thổ cẩm, những chú chuồn chuồn cánh tre và những chiếc ghế tựa mô hình gỗ cũng được trưng bày và thu hút sự ủng hộ của hầu như tất cả những người tham dự. Dự kiến, triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 1 tháng 3 năm 2018. Nhà may mắn mong nhận được sự quan tâm chia sẻ từ bạn đọc, từ ngôi nhà của những niềm vui và sự sáng tạo này. Lời chúc Tết vạn phúc an khang xin trân trọng được gửi đến tất cả các bạn đón bước một năm viên mãn. We'll be right back.